Nguyệt Ấn là một xã nằm ở khu vực phía nam của huyện Ngọc Lặc với tổng diện tích đất tự nhiên 3.190,31 ha. Trên toàn xã có 15 thôn với hơn 10.000 nhân khẩu. Nguyệt Ấn đang trên đà phát triển về mọi mặt. Năm 2022, xã Nguyệt Ấn vinh dự được đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, phong trào khuyến học khuyến tài luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm thực hiện. Hội khuyến học xã đã triển khai thực hiện các mô hình công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Bên cạnh đó còn thực hiện các phong trào trong toàn xã như phong trào tiếng chống khuyến học, hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi và trung tâm học tập cộng đồng với phương châm cần gì học nấy. Đến với hội thi ngày hôm nay, đội chúng tôi gồm các thành viên. Thành viên thứ nhất rất là vui tươi, hay nói hay cười vui hăng đội trưởng. Thành viên thứ hai có tài ăn nói, giỏi làm khuyến học tên Lương Thúy Hà. Quý anh nhất nhà là Bùi Phương Thảo, giờ mông tần tạo sắc xảo Lê Dung. Chung sức chung lòng cùng với cộng đồng, làm khuyến học giỏi là tôi Lê Hồng. Đến với hội thi ngày hôm nay, đơn vị xã Nguyệt Ấn chúng tôi quyết tâm xây dựng thành công mô hình công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Xin kính chúc hội thi thành công, rực rỡ, xin trân trọng cảm ơn. Xin được chúc mừng phần thi chào hỏi của đơn vị xã Nguyệt Ấn. Tiếp theo, mời đại diện của đơn vị xã Nguyệt Ấn bước lên bốc thăm trả lời câu hỏi bắt buộc. Đơn vị xã Nguyệt Ấn bốc thăm được câu hỏi số 2. Nội dung câu hỏi số 2 như sau. Nêu tên các mô hình học tập hiện nay theo quyết định số 387, quyết định Thủ tướng ngày 25 tháng 3 năm 2022 và quyết định số 677, quyết định Thủ tướng ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo anh chị, trong các mô hình học tập nào là quan trọng nhất? Vì sao? Phần trả lời bắt đầu. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, thay mặt chi hội khuyến học xã Nguyệt Ấn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi. Từ xưa đến nay, học tập đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Cổ nhân xưa đã từng nói, hiện tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh và hương thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông ta, Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc học tập của công dân và đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân,
ngày 25 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 387 nhằm triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình học tập và xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu của các chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 đến 2030 để thúc đẩy việc học tập thường xuyên, để con người Việt Nam ta được phát triển một cách toàn diện và phát huy tốt nhất khả năng, tiềm năng của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 677, mô hình công dân học tập được hình thành từ đó, nhằm khuyến khích tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân, trong gia đình, tổ chức, đơn vị, cho mỗi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số và đáp ứng yêu cầu của các chương trình chuyển đổi số quốc gia, tiến tới xây dựng thành công một xã hội học tập. Trong các mô hình trên, chúng tôi nhận thấy mô hình công dân học tập là quan trọng nhất, bởi công dân là hạt nhân, thành viên của gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị. Để có một xã hội học tập thì phải có một công dân học tập. Công dân học tập là gốc rễ, nền tảng để xây dựng nên một xã hội học tập. Mô hình công dân học tập sẽ đáp ứng các yêu cầu để giúp cho con em được học tập tốt hơn và xây dựng thành công một xã hội học tập, góp phần xây dựng các mô hình học tập như gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, mô hình đơn vị học tập trên địa bàn xã, phường, thị trấn và mô hình đơn vị học tập trực thuộc cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, phát triển con người, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế, đóng góp vào sự cường thịnh quốc gia. Để tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể liên quan đến bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, gắn với bình xét danh hiệu gia đình văn hóa và thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển của hội học tập, hội khuyến học xã Nguyệt Ấn đã phát huy vai trò của ban lãnh đạo xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời, gắn xây dựng các mô hình học tập với phong trào phát triển nông nghiệp và gắn xây dựng học tập với phong trào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, để từ đó xây dựng thành công một xã hội học tập một cách bền vững. Tôi xin hết phần trả lời câu hỏi của mình. Xin được chúc mừng đơn vị xã Nguyệt Ấn đã hoàn thành xong phần câu hỏi bắt buộc. Tiếp theo sẽ là phần câu hỏi ứng xử đến từ ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được thay mặt cho ban giám khảo xin hỏi đội Nguyệt Ấn, là các đồng chí nói rằng mô hình công dân học tập là quan trọng nhất. Vậy thì trách nhiệm của các đồng chí làm gì để phấn đấu đạt danh hiệu công dân học tập? Xin mời các đồng chí. Kính thưa ban giám khảo, thay mặt cho đội thi xã Nguyệt Ấn, tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Muốn xây dựng xã hội học tập thì trước hết phải có công dân học tập. Muốn xây dựng chính phủ số thì phải có công dân số. Để phấn đấu đạt danh hiệu công dân học tập, bản thân tôi là một cán bộ khuyến học thôn, tôi cần phải xây dựng cho mình một kế hoạch học tập cụ thể. Hàng ngày tôi dành thời gian để tìm hiểu các thông tin qua internet, báo đài, tham gia học tập tại trường học. Tham gia học tập tại trường học, nhà văn hóa và các trung tâm học tập cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể,
Kính thưa hội thi, đường đời là một cuốn là một nấc thang không có, là một chiếc thang không có. Kính thưa hội thi, đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Được. Học tập là một cuốn vở không có trang cuối cùng. Chính vì vậy, mỗi chúng ta không phải thay đổi cách nhìn nhận của chính bản thân mình. Không ai được coi thường khả năng của mình. Em sẽ hết câu trả lời của đội thi mình. Chuyên hết về nguồn cội nòi giống tiên sống của dân tộc Việt Nam. Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, giữa muôn vàn khó khăn trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại lúc sinh thời luôn quan tâm tới công tác văn hóa. Người nhấn mạnh, người khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa là động lực phát triển của xã hội dưới ánh sáng tiến bộ xã hội và nhân văn. Ngay sau ngày tuyên bố đất nước hoàn toàn tự do và độc lập, người phát động phong trào xóa mù chữ và coi mù chữ như một quốc nạn. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác văn hóa giáo dục và thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào diệt giặc tốt. Xã hội ấn nguyện thực hiện theo di chúc của Bác Hồ. Thank you.
Xin được chúc mừng đơn vị xã Quyền Ấn đã hoàn thành xong phần dự thi của mình.